Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đạo Tâm. Hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn về vận khí. Có người hỏi, bạn có phải là muốn chỉ cho tôi làm cách nào có thể gặp vận tốt, tránh vận nguy không? Không thực sự như vậy. Hôm nay chúng tôi muốn nói về một loại học thuyết vận khí trong hệ thống tri thức Trung y nó là một môn học được các học giả cổ đại sử dụng để nghiên cứu mối liên hệ tương hỗ giữa những biến thiên của khí hậu và bệnh tật phương pháp này dung hội lý luận chế hóa âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc được suy diễn thông qua hệ thống can chi học thuyết vận khí trải rộng trên nhiều lĩnh vực bao gồm thiên văn học khí tượng học vật hậu học địa lý học mối liên hệ tương quan với khí tượng học y học và y học thời gian Học thuyết vận khí này không chỉ dùng để chữa bệnh, nó thậm chí còn có thể dự trắc tương lai, chẳng hạn như chủ đề được nhiều người quan tâm nhất gần đây là vận mệnh của Hồng Triều vào năm 2024, phương Nam dị động, sắp có biến, nữ sĩ Thư Vinh là một bác sĩ trung y cao thâm hiện đang sống ở Anh. Xuất thân từ một gia tộc trung y gia truyền qua nhiều thế hệ. Bà không chỉ thông thạo y đạo, mà còn có nghiên cứu độc đáo về dịch học. Cách đây vài ngày, bà căn cứ ngũ vận lục khí được đề cập trong Trung Y, chính là học thuyết vận khí, đưa ra một số dự trắc về vận mệnh thế giới vào năm 2024. Bà Thư Vinh cho rằng, toàn thế giới sẽ không mấy vui vẻ vào năm 2024. Bệnh dịch ngày càng lan rộng, nền kinh tế xuống dốc, chiến hỏa bùng nổ khắp nơi. Nói đến chiến tranh, mọi người đều biết rằng trên thế giới hiện tại có hai đại chiến sự chiến tranh Nga-Ukraine và chiến tranh israel hamas ở Trung Đông. Theo dự đoán của bà Thư Vinh, hai cuộc chiến này sẽ không kết thúc vào năm 2024, bởi năm 2024 đại vận tiến nhập hỏa vận, toàn cầu sẽ leo thang chiến hỏa. Đối với đảng Cộng sản Trung Quốc mà nói, cuộc chiến tranh này có hai hàm nghĩa. Một mặt, các quốc gia và địa khu phía Nam Trung Quốc như Ma Cao, Hồng Kông, Việt Nam, Lào, campuchia thái lan sẽ có quan hệ căng thẳng hơn với trung quốc chiến họa ở biển đông sẽ thăng cấp một phương diện khác các cuộc đấu đá minh tranh ám đấu trong nội bộ đảng cộng sản trung quốc sẽ càng diễn càng kịch liệt tập trận bình trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận quyền lực của ông ta sẽ càng bị suy yếu ở phía nam trung quốc có một lực lượng chính phủ chống lại đảng cộng sản trung quốc đang ngày càng lớn mạnh tiên sinh từ khách một nhà bình luận chính trị thời sự cho biết tâm thái ban đầu ông đối với những dự ngôn này chỉ là xem cho náo nhiệt vì sao vì có quá nhiều biến số nhưng một người bạn mà ông biết vừa mới bước ra từ trung quốc đại lục lặng lẽ nói với ông rằng cuộc chính biến ở miền nam đã được chuẩn bị từ lâu điều này khiến ông cảm thấy không nên bỏ qua những dự ngôn của nữ sĩ thư vinh một mặt miền nam trung quốc đã là một điểm nóng về biến cách hoặc cách mạng kể từ cuối triều đại nhà thanh vô luận là từ những hoạt động thời kỳ ban đầu của tôn trung sơn đến cuộc khởi nghĩa vũ xương đến chiến tranh vệ quốc chiến tranh bắc phạt ngay cả cái gọi là cải cách khai phóng của bản thân đảng cộng sản trung quốc cũng bắt đầu làm từ phía nam mặt khác người bạn của từ khách nói với ông rằng họ mặc dù là vòng tròn bí mật của những phú hào nhưng chủ yếu lại bao gồm giới trí thức cũng có đủ mọi tầng lớp trong và ngoài thể chế bao gồm cả các quan chức tầng trung thậm chí cả cảnh sát. Họ đã và đang chuẩn bị cho cách mạng bằng trí tuệ lâu năm của mình, tự coi bản thân là những nhà khai sáng. Mặc dù một số người trong số họ đã chọn bước ra, nhưng chủ lực vẫn ở đó, đặc biệt là những người trong thể chế không thể thoát ra ngoài, đơn giản đóng vai trò là nội gián. Trước đây chúng tôi đã giới thiệu tuyển tập dựng ngôn càng không vạn niên ca, đề cập một câu trong cuốn sách Thanh Bình Hải Nội Trung Hoa Định, Nam Bắc đồng quy nhất thống hợp. Chúng tôi khi đó có giải đọc rằng, miền Bắc và miền Nam Trung Quốc đại lục rất có khả năng sẽ chia cắt trong một thời gian, sau đó có một lực lượng nào đó sẽ hiện thực việc thống nhất. Điều này so sánh với dự ngôn của nữ sĩ Thư Vinh dường như không mưu mà hợp. Có lẽ nhiều người sẽ lo ngại, liệu thế lực miền Nam này có thành công trong việc giành chính quyền không? Trước đó chúng tôi cũng đã giới thiệu thôi bối đồ dự ngôn tập cận bình có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Liệu điều này có xảy ra, bà Thư Vinh cho biết điều này sẽ không xảy ra cho đến ít nhất là năm 2024. Năm 2024, các quan cao của Trung Quốc và nhiều doanh nhân sẽ gặp tai họa lớn đe dọa đến tính mạng của họ, ông Tập Cận Bình cũng sẽ lâm vào khốn cảnh thảm trọng, nhưng ông ấy vẫn chưa từ chức và tính mạng cũng vẫn bảo toàn. Tuy nhiên, đến năm 2025, tình thế sẽ khác. Tập Cận Bình khả năng vì một đại sự nào đó mà mất đi quyền lực, một người nào đó sẽ thay thế ông. Người thay thế ông Tập là ai? Bà Thư Vinh cho rằng người thay thế rất có khả năng sẽ là một cá nhân trong thể chế. Người này khi mới lên nắm quyền, rất hoang mang không biết phải đi đâu, có nên vứt bỏ đảng Cộng sản Trung Quốc không? Hay là nên tiếp tục đi con đường của Tập Cận Bình? Nhưng rất nhanh sẽ có một cao nhân đến chỉ điểm cho ông Và ông ấy liền bắt đầu thanh trừ những nhân tố của chủ nghĩa cộng sản Khi đó sẽ có rất nhiều người cùng chí hướng đến giúp đỡ ông Lực lượng của chính nghĩa được dung nhập vào Dần dần thanh lý hết thảy những thứ bất hảo Đưa toàn bộ xã hội hội quy trở lại trạng thái truyền thống và trong sáng Công trình này cũng là một đại công trình Có thể nói, sau bao gian khổ Đến năm 2029 mới căn bản hoàn thành đến năm 2030, Trung Quốc sẽ trở lại thời kỳ Thái Bình thịnh thế, người Trung Quốc mới được sống có những ngày đạo đức, có tôn nghiêm. Vậy người này là ai? Tiên sinh từ khách đưa ra phỏng đoán của riêng mình dựa trên mô tả của nữ sĩ Thư Vinh, tin rằng người thay thế có thể không nhất định là quân nhà tập. Người đã có chức vụ cao, mà có thể là một người ở tầng trung trong thể chế, có chí hướng tư tưởng thức tỉnh. Mọi người hẳn vẫn còn nhớ dũng sĩ bành lập phát trên cầu tứ thông và câu danh ngôn bãi tập phản cộng nổi tiếng của anh, không cần axit nucleic, cần cơm ăn. Không cần phong tỏa, cần tự do. Không cần lừa dối, cần tôn nghiêm. Không cần văn cách, cần cải cách. Không cần lãnh tụ, cần tuyển cử. Không làm nô tài, hãy làm công dân. Bành Lập Phát từng kêu gọi quân nhân và cảnh sát toàn quốc dũng cảm như Thái Ngạc, Lý Liệt Quân, Đường Kế Nhiêu, đừng giúp đỡ những tên bạo chúa, đừng bán mạng cho kẻ độc tài, đừng trở thành khẩu đại bác cho kẻ độc tài. Cuối năm 1915, năm thứ tư của Trung Hoa Dân Quốc, Thái, Đường và những người khác phát động chiến tranh vệ quốc thảo phạt viên Thế Khải, buộc viên Thế Khải phải bãi bỏ thể chế đế vương. Ngày nay, ông tập sửa đổi hiến pháp, xóa bỏ giới hạn liên nhiệm, cũng thường bị so sánh với viên thế khải. Người muốn trở thành hoàng đế, tiên sinh từ khách cho biết, mặc dù ông không biết liệu một nhân vật kiểu thái nhạc có xuất hiện trong quân đội đảng Cộng sản Trung Quốc, còn được gọi là đảng vệ quân hay không. Tuy nhiên, sự kiện Bành Lập Phát đã gửi một quả bom sốc tới Trung Quốc, cảm động tất cả mọi người từ bình dân trăm họ đến những nhân sĩ trong thể chế, từ tầng cơ sở đến cao tầng. Hạt giống thức tỉnh này sẽ bén rễ, nảy mầm và cuối cùng sẽ đơm hoa kết trái bất kể phải mất bao lâu. Ngoài ra, vì nữ sĩ Thư Vinh không loại trừ cả người ngoài thể chế lên nắm quyền, nên phạm vi còn rộng hơn. Vậy chúng ta hãy tỉnh tỉnh chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Theo cách nói của bà, việc này sẽ xảy ra trong vòng một, hai năm nữa. Khả năng sẽ sớm xuất hiện những dấu hiệu ngoài chiến tranh, nữ sĩ Thư Vinh, với tư cách là một bác sĩ trung y, còn quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề sức khỏe cộng đồng, bà cũng đưa ra một số dự ngôn về tình hình dịch bệnh thế giới vào năm 2024. Chúng ta cùng xem nhé. Liệu dịch bệnh có càng quét toàn cầu vào năm 2024? Nói đến dịch bệnh, nhiều khán giả có thể liên tưởng đến làn sóng dịch bệnh viêm phổi bùng phát ở Trung Quốc đại lục vào cuối năm 2023. Không chỉ người lớn mà nhiều trẻ em cũng mắc bệnh thậm chí còn xuất hiện phổi trắng, bà Thư Vinh cho rằng đó chỉ là khúc dạo đầu cho đại dịch lần này. Theo ngũ vận lục khí của Trung Y, năm 2024 là năm Giáp Thìn, theo thuyết pháp của Hoàng đế Nội Kinh, tố vấn khí giao biến đại luận, vận tuổi của năm Giáp Thìn là tuế thổ thái quá. Vũ thấp lưu hành, đặc điểm khí hậu của nửa năm đầu là Thái Dương Hàng Thủy Tư Thiên, đặc điểm khí hậu của nửa năm cuối là Thái Dương Thấp Thổ Tại Tuyền. Đặc điểm khí hậu cả năm chính là vừa lạnh vừa ẩm ướt. Khí hậu lạnh ẩm thời gian dài sẽ tạo điều kiện cho virus corona mới và các loại vi sinh vật ưa thích lạnh ẩm có không gian sinh tồn cực đại để chúng có thể tha hồ hoành hành thiên hạ, tàn phá toàn cầu nếu nói trong một năm, chẳng phải sẽ có những thời điểm khí hậu tốt hơn sao? Xác thực là có, chính là khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 11 năm 2024. Do khí hậu lúc này tương đối khô, khiến một số vi sinh vật ưa khí hậu lạnh ẩm khó chịu, do đó dịch bệnh sẽ hòa hoãn trong thời gian này. Sự hòa hoãn này sẽ lưu lại cho nhân loại một chút hơi thở, bệnh dịch sẽ quay trở lại sau ngày 23 tháng 11, vậy những khu vực, nhóm người nào cần đặc biệt quan tâm trước dịch bệnh này, bà Thư Vinh nhắc đến ôn dịch có mắt, có địa khu và có nhóm người yêu thích của nó. Lần ôn dịch này là dịch lạnh ẩm, thứ nó thích nhất là lạnh ẩm những vùng lạnh ẩm và những người có thể chất lạnh ẩm tâm lý lạnh ẩm đều là thứ yêu thích nhất của nó xét về mặt khu vực nếu lấy thủ đô bắc kinh làm điểm trung tâm trong bản đồ trung quốc dịch bệnh ở bắc kinh sẽ rất nghiêm trọng khu vực đông nam trung quốc dịch tình nghiêm trọng nhất khu vực phía nam trung quốc sẽ đứng thứ nhì và khu vực phía tây sẽ đứng thứ ba nếu chúng ta đứng tại trung quốc nhìn vào bản đồ thế giới từ trung quốc dịch bệnh nghiêm trọng nhất ở các quốc gia phía đông nam trung quốc tiếp theo là các quốc gia phía nam trung quốc sau đó là các quốc gia phía tây xét về nhóm dễ mắc bệnh những người thể chất lạnh ẩm dễ mắc bệnh dịch các triệu chứng của họ cũng nghiêm trọng hơn những người nội tâm hàng ẩm cũng chính là những người khuyết thiếu tình yêu thương tham lam ích kỷ đạo đức giả xảo quyệt tâm lý biến thái sẽ dễ mắc ôn dịch và các triệu chứng của họ cũng nặng hơn Mọi người vẫn còn nhớ rằng vào giữa tháng 2 năm nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Geber đã cảnh báo các nhà lãnh đạo toàn cầu tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới rằng việc bùng phát các mầm bệnh mới hoặc dịch bệnh quy mô lớn chỉ là vấn đề thời gian, không phải là vấn đề liệu điều đó có xảy ra hay không. Lẽ nào, ông ấy đã nghe được phong thanh gì đó, một số người có thể đặt câu hỏi. Nếu dịch bệnh ở Trung Quốc đại lục biến thành đại dịch virus toàn cầu vào cuối năm 2023. Quốc gia nào sẽ chịu thiệt hại đầu tiên? Bà thư vinh nhắc nhở mọi người rằng, vào cuối tháng 11 năm 2023, khi dịch bệnh ở Trung Quốc đại lục trở nên nghiêm trọng, DCSTQ đã quyết định cố gắng mở rộng phạm vi các quốc gia thử nghiệm chính sách đơn phương miễn thị thực cho những người mang hộ chiếu phổ thông từ 6 quốc gia: Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha. Malaysia. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024, người mang hộ chiếu phổ thông của các quốc gia trên đến Trung Quốc để công tác, du lịch, thăm người thân. Bạn bè và quá cảnh không quá 15 ngày có thể vào Trung Quốc mà không cần thị thực. Theo quan điểm của bà Thư Vinh, đây có thể không phải là cành ô liu được đảng Cộng sản Trung Quốc chia ra mà những quốc gia này sẽ mang làn sóng dịch bệnh mới quay trở lại quốc gia của mình sau đó dịch bệnh sẽ sớm lan rộng khắp châu âu đông nam á và lan sang các quốc gia láng giềng cho đến cả thế giới không quốc gia nào thoát khỏi nghe có vẻ thực sự đáng sợ vậy có những cách phòng tránh dịch nào tốt giúp chúng ta tự bảo vệ mình trong mùa dịch vận mệnh nằm trong tay bạn trong các tập trước đây chúng tôi cũng đã giới thiệu một số đại dịch khủng khiếp trên thế giới và quỹ đạo lây lan đặc biệt của chúng từ đó, chúng tôi quả thực đã phát hiện, như bà Thư Vinh đã đề cập, bệnh dịch dường như có mắt. Đối với những người kính trời tính thần, hành thiện trọng đức, dịch bệnh sẽ luôn đi đường vòng. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, bà Thư Vinh nói rằng dịch bệnh này đặc biệt yêu thích những người có tâm lý lạnh ẩm. Vậy nếu tất cả chúng ta đều làm điều ngược lại, tự biến mình thành những người nội tâm trong sáng, lòng già thiện lương thì chẳng phải là dịch bệnh sẽ không dám đến gần. Người xưa nói rằng, tích thiện chi gia tất hữu dư khánh tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương từ điểm này mà xét vận mệnh của mỗi cá nhân đều nằm trong tay của bản thân họ chính là xem giữa thiện và ác bản thân họ lựa chọn điều gì